Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Người chạy xe máy tự phát về quê được đưa lên xe khách rời thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh chốt phương án đòi người lao động ở quê trở lại làm việc. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thành lập đội lưu động xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng. Người dân xếp hàng nhận tiền hỗ trợ đợt 3 ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Mạnh Thường Quân tuyên bố sẽ gửi đơn tố cáo sang Kim Cúc lên công an. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Người chạy xe máy tự phát về quê được đưa lên xe khách rời thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, hàng trăm gia đình đi xe máy tự phát về quê bị mắc kẹt tại chốt kiểm soát ở giao lộ quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, vỗ tay, reo hò vui mừng. Họ được test nhanh trước khi được đưa lên xe khách về quê sáng ngày 1 tháng 10. Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 10, đoàn xe gồm 11 xe khách và 9 xe tải chở 132 người cùng toàn bộ xe máy, hành lý, lăn bánh rời thành phố về tỉnh Sóc Trăng. Sau một đêm người dân tập trung đông tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng yêu cầu người dân xếp hàng theo từng tỉnh để lần lượt qua rào chắn, xét nghiệm COVID-19 trước khi theo đoàn về quê. Đối với những người dân đã có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trở lại, tính tới thời điểm đến chốt thì không cần phải làm lại xét nghiệm. Sau khi làm đầy đủ thủ tục, người dân được sắp xếp ngồi vào từng xe khách theo từng tỉnh đã chuẩn bị sẵn. Còn xe máy được đưa lên các xe tải của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ vận chuyển về quê. Khi nghe thông tin được hỗ trợ về quê, người dân tại chốt thông báo đến bạn bè người thân để cùng ra chốt về nhà. Vì thế dù đã gần đến trưa, dòng người vẫn còn khá đông khi nhiều người dân có nguyện vọng về quê liên tục đổ dồn về đây. Vợ chồng tôi cùng đứa con nhỏ đợi tại chốt này từ 16 giờ chiều ngày 30 tháng 9 đến nay. Dịch bệnh khiến cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Đến nay chỉ còn được ít đồng bạc trong người nên gia đình buộc phải về thôi, không trụ nổi nữa. Anh Nguyễn Hàm Thế, quê Bạc Liêu vui vẻ nói. Khi nghe mấy anh công an thông báo sẽ hỗ trợ đưa người dân về tận quê bằng xe khách, tôi dù đã thức trắng đêm nhưng cũng thấy khỏe trở lại. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đoàn xe gồm 11 xe khách và 9 xe tải đậu sẵn ngay ngắn chờ đón những vị khách đầu tiên của chuyến xe đặc biệt. Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên lên xe trước. Không lâu sau, đoàn xe chở theo 132 người cùng toàn bộ xe máy, hành lý của họ lăn bánh rời thành phố tiến thẳng về tỉnh Sóc Trăng. Nhiều bà con không giấu được niềm vui sướng, xúc động khi chỉ vài giờ nữa thôi họ có thể đặt chân về đến quê hương. Chị Lê Thị Thúy, 43 tuổi, quê Sóc Trăng, gửi lời cảm ơn với hành động nghĩa tình của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thúy bày tỏ, vậy là cuối cùng cả gia đình tôi có thể về nhà được rồi. Tôi xin cảm ơn các cấp chính quyền nhiều lắm. Hy vọng dịch ổn, tôi sẽ quay trở lại thành phố làm việc. Sau khi đoàn xe Sóc Trăng rời đi, thì đến đoàn xe Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Cần Thơ bắt đầu đón những vị khách đặc biệt của mình trên hành trình về quê hương. Có mặt tại chốt kiểm soát này, Thượng tá Đoàn Văn Quế, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an TP.HCM, cho biết để giải quyết người dân đang dồn ứ tại chốt hiện tại, Công an TP.HCM sẽ phối hợp với lực lượng quân đội hỗ trợ đưa người dân tại đây về quê. Theo đó, xe buýt, xe khách chở người, còn xe tải của Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ chở xe máy. Trước tình hình nới lỏng giãn cách sau ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng đã chỉ đạo cho lực lượng Công an thành phố đề nghị không để người dân đi về quê bằng xe cá nhân. Thay vào đó, thành phố sẽ liên hệ các tỉnh thành điều xe đưa đón về quê được an toàn. Hiện nay, tình hình tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều. Do đó, bà con đi về quê sẽ là nguồn lây lan dịch bệnh rất nguy hiểm cho người thân của mình, cho cộng đồng. Ông Cuối thông tin, vì vậy bà con cần hết sức bình tĩnh ở lại TP.HCM. Hiện nay, lãnh đạo TP.HCM cũng đã có chính sách, gói an sinh, hỗ trợ để bà con được an tâm trở lại làm việc tại TP.HCM nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh ở các tỉnh thành theo chỉ đạo mới nhất của tỉnh. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 10, khoảng 200 người dân các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh đi qua cầu Rạch Miễu và địa phận tỉnh Bến Tre. Trong lúc chờ cơ quan chức năng xử lý, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bến Tre đã phát bánh mì, nước cho người dân ăn uống nghỉ ngơi. Trước đó, tối ngày 30 tháng 9, hàng nghìn người dân đi xe máy tự phát về các tỉnh miền Tây không thể đi qua chốt kiểm soát,
gây ra cảnh ùn ứ tại giao lộ quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nhiều lần phát loa vận động người dân quay về nơi xuất phát ban đầu nhưng không có kết quả. Sau khi được đi qua các chốt chặn tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang thì gặp chốt của tỉnh Bến Tre tại chân cầu Rạch Miễu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hiện theo quy định của tỉnh Bến Tre, người từ ngoài tỉnh đi vào tỉnh Bến Tre buộc phải có giấy xét nghiệm PCR và phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Theo Công an tỉnh Bến Tre, sáng cùng ngày, lực lượng công an tại chốt kiểm tra đã giải thích, yêu cầu người dân quay trở lại nơi cũ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Đối với những trường hợp bất khả kháng, lực lượng tiến hành phân loại, xét nghiệm COVID-19 để giải quyết cho qua chốt. Đến trưa cùng ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận có hơn 100 người dân Bến Tre và 84 người dân Trà Vinh từ các tỉnh khác có nhu cầu đi về quê thông qua chốt kiểm tra tại chân cầu Rạch Miễu. Đối với người dân có nhu cầu đi về Trà Vinh, lực lượng cảnh sát giao thông đã dẫn đường cho người dân đi xe gắn máy qua địa bàn tỉnh Bến Tre trên quốc lộ 60 để về tỉnh Trà Vinh. Đối với người về các địa phương trong tỉnh, được lực lượng đóng tại chốt cầu Rạch Miễu cho bà con tập trung nơi thoáng mát và phát bánh mì, nước uống trong lúc chờ xe đến đón, về cách ly theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh chốt phương án đón người lao động ở quê trở lại làm việc. Kính thưa quý vị, để trở lại, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện, đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế, có xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành đến làm việc tại thành phố trong tình hình mới. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong tình hình mới, đồng thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét triển khai phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Thành phố giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các ban quản lý, tổng công ty thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố hoặc các bộ ngành quản lý làm đầu mối tiếp nhận, xem xét nhu cầu và phương án vận chuyển bằng ô tô của đơn vị sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý tổng hợp gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng trong phương án vận chuyển là người lao động thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn thành phố, bao gồm công nhân, chuyên gia tại các tỉnh thành phố cần trở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Để trở lại, người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện sau: đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế, có xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo quy định. Về vận chuyển người lao động bằng đường bộ có 3 phương thức. Phương thức 1, đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức bằng cách gửi phương án đến các cơ quan đầu mối, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao để rà soát, tổng hợp gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố xem xét triển khai. Sở sẽ cấp giấy nhận diện có mã QR cho xe và thông báo đến các tỉnh, thành phố về kế hoạch. Xe sẽ trả khách tại bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, sau đó người lao động từ bến xe về nơi cư trú bằng xe taxi đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp phép hoặc xe trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký. Phương thức 2, Ban Quản lý Khu Chế xuất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị mà mình quản lý để phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang xây dựng kế hoạch vận chuyển. Khi được chấp thuận triển khai, xe chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch. Phương thức 3, tổ chức tuyến xe khách cố định đi từ bến xe khách ở các địa phương đến Thành phố Hồ Chí Minh, tần suất hoạt động của xe khách chỉ tối đa 4 chuyến một ngày một tuyến. Các đơn vị vận tải đảm nhận khai thác trên từng tuyến do Sở Giao thông Vận tải Thành phố thống nhất với Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành phố liên quan cấp giấy nhận diện trước khi thực hiện. Giá vé sẽ được doanh nghiệp kê khai, niêm yết phù hợp quy định. Về thời gian thực hiện, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 sẽ triển khai vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2. Giai đoạn 2 triển khai vận chuyển thêm phương thức 3 khi có kế hoạch phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến từ ngày 1 tháng 11 trở đi. Đối với phương thức đón người dân bằng đường sắt và đường hàng không thực hiện theo kế hoạch phương án của Bộ Giao thông Vận tải. Về quy định chung, đối với người lao động khi trở lại thành phố, khi mua vé và lên xe phải xuất trình bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ, giấy xác nhận đã được tiêm vaccine mũi 1 đã được 14 ngày, hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh COVID-19. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đội lưu động xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng.
Kính thưa quý vị, ngay từ sáng ngày 1 tháng 10, cảnh sát giao thông đã thành lập các đội tuần tra lưu động trên đường. Những người ra đường không cần thiết sẽ bị xử phạt theo quy định. Sáng ngày 1 tháng 10, đường phố thành phố Hồ Chí Minh tấp nập hơn. Nhịp sống dần nhộn nhịp trở lại, các tổ tuần tra cảnh sát giao thông, công an các quận phường chuyển từ kiểm soát tại chốt sang hình thức tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên. Vậy trong buổi sáng ngày đầu nới lỏng giãn cách, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt người ra đường khi không cần thiết như thế nào? Trả lời phóng viên, thiếu tá Phạm Anh Tài, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 cho biết, sáng nay đường phố dần đông đúc trở lại trong trạng thái bình thường mới. Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia vào 5 tổ tuần tra, 1 tổ hình sự đặc nhiệm, 1 tổ tuần tra 363. Theo đó, các lực lượng sẽ tuần tra lưu động trên đường, yêu cầu dừng xe, kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông về thẻ xanh COVID-19, chứng nhận tiêm ngừa hoặc giấy chứng nhận là F0 đã được điều trị xong trong 180 ngày. Người dân thành phố đa số đã chích ngừa nên khi kiểm tra đều đáp ứng điều kiện lưu thông, được cảnh sát giao thông mời tiếp tục tham gia giao thông. Hơn nữa, về ý thức phòng dịch của người dân thành phố, phần đông người dân ra đường đều chấp hành tốt các quy định, đáp ứng yêu cầu. Riêng đối với các ngành nghề kinh doanh thì đang mở cửa từng bước, ở lĩnh vực nào vi phạm thì liên ngành sẽ đi xử phạt. Đội trưởng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận 3 thông tin. Lãnh đạo đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận 4 cũng cho hay, Cảnh sát Giao thông của quận tham gia tuần tra cùng 3 tổ của Công an quận, 1 tổ Cảnh sát Giao thông tuần tra độc lập. Trong sáng ngày 1 tháng 10, Cảnh sát Giao thông tập trung tuần tra nhắc nhở người dân định chạy xe tự phát về quê, quay lại nơi xuất phát, nhắc nhở người dân lúc này không được rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Tại quận Bình Thạnh, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự cũng có 8 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên đường và kiểm tra xử lý các vi phạm ở lĩnh vực y tế, giao thông kết hợp tuyên truyền. Trường hợp phát hiện người dân định chạy xe máy về quê lúc này, cảnh sát giao thông sẽ mời về công an phường, hướng dẫn cách đăng ký để được địa phương tổ chức đón về quê. Cảnh sát giao thông Bình Thạnh tập trung vào công tác phòng chống tội phạm sau giãn cách. Những ngày này, lượng xe ra đường cũng đông hơn nên cảnh sát giao thông còn phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Lãnh đạo Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bình Thạnh chia sẻ. Lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông ở khu vực nội thành chia sẻ, sáng nay, cảnh sát giao thông chủ yếu tuần tra, nhắc nhở xử lý các vi phạm về giao thông, y tế, nhưng Nghị định 117 vẫn làm từ trước tới nay với người dân tụ tập, không đeo khẩu trang. Còn xử phạt ra đường khi không cần thiết, sẽ chờ khi chỉ thị mới của thành phố chính thức được ban hành mới có căn cứ để xử lý. Trung tá Bùi Ngọc Dầu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Tân Bình giải thích. Từ 18 giờ ngày 30 tháng 9, cảnh sát giao thông thay vì kiểm soát tại chỗ sẽ chuyển sang trạng thái tuần tra lưu động. Cảnh sát giao thông vẫn xử phạt người dân ra đường khi không cần thiết. Ra đường khi không cần thiết ở đây là trường hợp người dân không nằm trong nhóm đối tượng được phép lưu thông ra đường. Cụ thể, Trung tá Bùi Ngọc Dầu nói, theo quy định, người dân khi tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sử dụng mã QR của ứng dụng VNA và ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng PC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR xuất trình giấy tờ sau là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm, khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàn trả lời thắc mắc của người dân trong chương trình Dân hỏi Thành phố trả lời tối ngày 30 tháng 9. Quan điểm lớn trong chỉ thị mới: thứ nhất là sống thích ứng, an toàn trong môi trường có dịch để còn phải tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, phải lao động, học tập chứ không thể dừng lại. Thứ hai, phải thấy rằng người dân thực sự là chủ thể của công tác phòng chống dịch, mà điều này đã được minh chứng trong thời gian qua. Người dân tự bảo vệ bản thân, gia đình mà còn chung tay góp sức cùng xã hội để chống dịch. Thứ ba, đề cao vai trò của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Bởi khi mở cửa thì người chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm trên hết, trước hết về tình hình dịch bệnh trong khu vực của mình. Người dân xếp hàng nhận tiền hỗ trợ đợt 3 ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo ghi nhận, người dân xếp hàng nhận tiền hỗ trợ đợt 3 trên địa bàn quận Phú Nhuận trong trật tự sáng ngày 1 tháng 10. Ghi nhận tại khu phố 1, phường 5, quận Phú Nhuận, ngay từ sáng sớm, tổ chi tiền hỗ trợ của tổ 1, khu phố 1 đã sẵn sàng trên con hẻm 100, đường Thích Quang Đức tại đây. Việc chi tiền hỗ trợ được thực hiện tại một số điểm cố định, người dân được tổ trưởng thông báo ra nhận tiền. Số lượng người đến nhận tiền khá đông nhưng đều thực hiện giữ khoảng cách theo an toàn. Điểm chi trả tiền này được bố trí thành hai khu vực, một bàn do cán bộ Ủy ban Nhân dân phường phụ trách để kiểm tra thông tin người đến nhận,
một bàn là bên tổ dân phố, khu phố đảm trách việc chi tiền và ký nhận. Để nhận được tiền, người dân chỉ cần mang chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân tới để cán bộ của Ủy ban nhân dân phường kiểm tra trên hệ thống, sau đó qua bàn ký nhận tiền. Anh Lê Văn Thắng, 42 tuổi, cho biết làm nghề tài xế taxi nhưng đã thất nghiệp, ở nhà 3 tháng nay. Gia đình có 6 thành viên mà dịch bệnh kéo dài, thu nhập trong gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời gian qua, gia đình tôi đã nhận được các đợt hỗ trợ về lương thực, nay còn nhận thêm tiền. Tôi rất vui và cảm ơn nhà nước. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với người dân, anh Thắng chia sẻ. Bà Phạm Thị Ràng, 57 tuổi, cho biết gia đình làm nghề tự do, có tiệm sửa xe nhỏ nhưng cũng đã đóng cửa, mất thu nhập nhiều tháng nay nên đang gặp nhiều khó khăn, nay nhận được tiền hỗ trợ rất vui mừng. Mạnh Thường Quân tuyên bố sẽ gửi đơn tố cáo sang Kim Cúc lên công an. Kính thưa quý vị, chị Phan Thu Trang, một Mạnh Thường Quân bức xúc nói không cần đối chất với Giang Kim Cúc nữa và sẽ tập hợp đơn thư tố cáo của mọi người để gửi đến cơ quan công an. Những ngày vừa qua, câu chuyện sao kê từ thiện của nhiều cá nhân, tổ chức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một trong số đó, Giang Kim Cúc, trưởng nhóm mai táng không đồng, cũng vướng phải không ít lùm xùm xoay quanh câu chuyện kêu gọi từ thiện. Mới đây, chị Phan Thu Trang, một Mạnh Thường Quân từng đồng hành và quyên góp vào quỹ từ thiện của nhóm Giang Kim Cúc đã liên tục lên tiếng đề nghị vị trưởng nhóm này minh bạch các khoản từ thiện mà Mạnh Thường Quân đã đóng góp. Mạnh Thường Quân đến nhà đối chất nhưng Giang Kim Cúc tránh né không gặp. Đồng thời, nhiều ngày qua, chị Trang cũng đã tìm gặp Giang Kim Cúc nhưng đều bị tránh mặt, viện cớ bận không thể nói chuyện trực tiếp, đối chất được. Chia sẻ trong một livestream mới đây, chị Trang cho biết: "Tôi là Mạnh Thường Quân, tôi nghi ngờ Cúc không minh bạch trong quỹ từ thiện, nên tôi có quyền thắc mắc. Những Mạnh Thường Quân nào đã ủng hộ cho Giang Kim Cúc mà bị chị này block, xóa bạn, chặn nhắn tin thì có thể nhắn tin cho tôi để tôi gửi mẫu đơn kiện." Chia sẻ về đoạn livestream trên mạng xã hội, chị Trang cho biết: "Lý do tôi gặp Giang Kim Cúc chỉ là để hỏi một số câu hỏi mà suốt thời gian vừa qua tụi tôi đặt ra nhưng chưa hề có một câu trả lời thỏa đáng. Và ngày hôm qua 29 tháng 9 là đỉnh điểm của câu chuyện. Vì quá bức xúc với thái độ của Giang Kim Cúc dành cho Mạnh Thường Quân nên tôi mới tới tìm chị Cúc. Lúc đó khoảng 22 giờ tôi nhắn tin muốn gặp chị Cúc thì chị ấy cho địa chỉ. Từ thời điểm đó đến lúc tôi có mặt tại nhà chị ấy khoảng 20 phút. Trong thời gian di chuyển tôi có livestream, một số hội nhóm có khúc mắc về minh bạch từ thiện với chị Cúc trước đó biết và cũng di chuyển đến. Có thể qua livestream chị Cúc biết được điều này nên không ra mặt. Cả nhóm chị Trang đứng chờ thì cộng sự của Giang Kim Cúc mở cửa và nói với mọi người không nên tụ tập, ai có giấy xét nghiệm âm tính thì vào trong. Lúc này chị Trang và cả nhóm cho rằng Cúc đang trốn tránh nên lên xe ra về. Đáng nói ngày hôm sau, chị Trang vào page của Cúc thì phát hiện mình đã bị block khi dùng tài khoản phụ để lại bình luận hỏi về vấn đề minh bạch từ thiện thì chưa được Giang Kim Cúc trả lời. Về vấn đề phía Giang Kim Cúc tố thành viên của nhóm chị Trang đòi đập xe của thành viên nhóm Cúc, chị Trang khẳng định không có chuyện này. Ngày hôm qua có 3 đội là bên tôi, Nhất Tâm và bạn Trà My Dưa Hấu. Tôi có livestream nên tôi không thể nào để cho các bạn của tôi hành động như vậy được. Vì hiện tại tôi là Mạnh Thường Quân, tôi đang thắc mắc về vấn đề hoạt động và đạo đức của Giang Kim Cúc, là người mà chúng tôi chuyển khoản vào, chứ chúng tôi không có ý định kích động. Chúng tôi mà đập xe của thành viên nhóm Giang Kim Cúc thì có khác gì tự tay giết mình. Còn có ai có ý lợi dụng tình trạng đang buổi tối trà trộn vào để gây kích động với đội Giang Kim Cúc không thì tôi không biết, nhưng nhóm chúng tôi thì không. Chị Trang khẳng định. Đã chuyển khoản quyên góp tổng 165 triệu vào quỹ của Giang Kim Cúc. Chị Trang cho biết chị đã chuyển khoản cho Giang Kim Cúc từ 3 số tài khoản của mình là Vietcombank, Techcombank và Vietinbank kèm 3 triệu tiền mặt đưa cho Giang Kim Cúc tại nhà chị Trang. Cụ thể vào đầu tháng 8 năm 2021, chị biết đến nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc và có chuyển tiền cho một thành viên của nhóm để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn mùa dịch. Vì sự tin tưởng, chỉ trong vòng 10 ngày sau đó, chị Trang đã 23 lần chuyển tiền vào tài khoản của Cúc với tổng số tiền khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, chị Trang còn ủng hộ nhiều hiện vật khác với số tiền ước tính khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, có khoảng 2-3 lần tôi đứng ra kêu gọi cho quỹ của Giang Kim Cúc trên danh nghĩa cá nhân ở Facebook. Số tiền được các Mạnh Thường Quân là những người quen biết mình chuyển thẳng vào tài khoản của chị Cúc. Một số người đã chuyển khoản nhưng không thấy chị Cúc update thì có chụp màn hình số tiền gửi sang cho tôi. Con số tổng không hề nhỏ, cũng tính bằng 100 triệu. Đau lòng hơn, có những người vì lời kêu gọi của tôi mà giấu chồng tiết kiệm từng bữa ăn, chuyển khoản cho tôi từ 100.000 để ủng hộ. Chị Trang chia sẻ. Đáng chú ý theo lời kể của chị Trang, thì một số Mạnh Thường Quân có nghi ngờ chị Cúc trong việc làm từ thiện, có đăng bài trên trang cá nhân hoặc vào bình luận bài đăng của Cúc thì đều bị report. Chị Trang cho biết,
Trong suốt quá trình quỹ hoạt động, Giang Kim Cúc không hề có một thu chi nào minh bạch, cũng không hỏi ý kiến về vấn đề sử dụng quỹ. Quỹ chúng tôi đóng góp vào mai táng không đồng, nhưng lại đi thực hiện mục đích khác như mua băng vệ sinh, gạo, thực phẩm suốt từ đầu chiến dịch. Là mùng 2 tháng 8 cho đến 26 tháng 8 mới có những bản sao kê đầu tiên, nhưng che hết số dư đầu cuối và khi Mạnh Thường Quân thắc mắc, lập tức bị Giang Kim Cúc chặn và thách thức. Ngày 16 tháng 8, Giang Kim Cúc xóa tôi ra khỏi nhóm. Từ đó tôi không liên quan gì đến quỹ, không quyên góp và kêu gọi từ thiện cho bên Giang Kim Cúc nữa. Chị Trang cho biết thêm, tôi không cần đối chất nữa, tôi đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Ngày hôm qua, tôi tìm đến gặp Giang Kim Cúc cũng chỉ là muốn cho chị Cúc biết chúng tôi không hiền như những người trước đây chị Cúc đã lừa. Việc không tìm hiểu kỹ hội nhóm của Giang Kim Cúc rồi chuyển tiền, sau đó kêu gọi nhiều người khác quyên góp, ủng hộ là lỗi của tôi. Quả thật tôi thấy rất áy náy, bởi trong số này có những người không có điều kiện nhưng vẫn cố gắng tích cóp 1 tới 200 ngàn để gửi cho Cúc. Nay họ lại bị chính người thân trách móc chỉ vì lời kêu gọi của mình, nên thật sự tôi không thể im lặng được. Tôi đang tập hợp đơn thư tố cáo của mọi người để gửi đến cơ quan công an. Đến nước này, tôi không cần đối chất với Giang Kim Cúc nữa. Có điều gì oan uổng, hãy trình bày với cơ quan điều tra. Chị Trang bức xúc. Trong ngày 30 tháng 9, chị Trang cho biết đã làm đơn tố cáo Giang Kim Cúc. Đồng thời hiện tại có nhiều Mạnh Thường Quân chuyển tiền cho Giang Kim Cúc đã nhắn tin riêng cho chị nhờ hướng dẫn cùng làm đơn tố cáo Cúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.